Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm các tài sản tại hiệu cầm đồ trên địa bàn của Linh Chiểu với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Đối tượng được xác định là Hồ Đức Nhị, 42 tuổi, trú phường Hòa Minh của Linh Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể vào đảng sáng ngày 18 tháng 5, thông tin về vụ đột nhập tại một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Lương Bằng được Công an thành phố tiếp nhận và xác lập chuyên án truy xét sau nửa tháng áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã theo dõi và xác định nhị chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên tại cơ quan công an nhị thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện vụ việc đang tiếp tục được phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng điều tra làm rõ